chấn động. Chú voi nổi điên tấn công đoàn xiếc, bỏ trốn và kết cục bị thảm. Câu chuyện bi thảm về chú voi Tai là một sự kiện chấn động thế giới mà đến nay vẫn khiến nhiều người ám ảnh. Vào ngày 20 tháng 8 năm 1994, sau 20 năm bị giam cầm giữa địa ngục Trần gian, bị đánh đập, tra tấn để huấn luyện biểu diễn xiếc, chú voi đã đến giới hạn chịu đựng và quyết định vùng lên. Trong buổi biểu diễn cuối cùng ở một trung tâm thuộc Hawaii, Mỹ, có những lúc Tai không nghe lời, không theo kịch bản trước đó. Các nhân viên đã cố ép nó nghe theo, nhưng lúc này chẳng có chiếc móc sắt, đòn roi nào có thể át đi cơn giận dữ, kìm nén trong Tai. Nó đã nổi điên, xông đến tấn công huấn luyện viên Alan Campbell cùng hai người khác. Chú voi đã giết chết người huấn luyện ngay trên sân khấu, khiến khán giả kinh hãi. Sau đó, nó đạp tung rào chắn xông ra đường. Một chuyên viên của đoàn xiếc tìm cách chặn đường Tai đã bị nó tấn công suýt chết. Rồi Tai lao vào người đi đường, phá hủy những chiếc xe hơi khiến mọi người chứng kiến không ngừng la hét. Cuối cùng cảnh sát đã đến, họ được đuổi và liên tiếp xả súng vào con voi đang hoảng loạn, bị bắn liên tiếp 87 phát đạn vào đầu và người, đôi mắt đỏ rực vì sợ hãi, tuyệt vọng. Con voi đau đớn từ từ ngã xuống. Cái chết của Tai như một sự giải thoát, nó đã được tự do. Tai vốn là một con voi cái châu Phi, bị bắt đưa vào rạp xiếc từ khi còn rất nhỏ. Ở đó, Tai trải qua những ngày tháng tù đầy cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước đó, nó đã từng bỏ trốn 2 lần và đến lần thứ 3 mới hoàn toàn tự do, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Bi kịch cuộc đời của Tai đã giúp thức tỉnh cộng đồng và khiến một bang của nước Mỹ buộc phải thay đổi luật cấm nhập khẩu động vật hoang dã để sử dụng trong rạp xiếc. Nhưng hiện thực tàn khốc này vẫn còn tồn tại ở nhiều rạp xiếc hiện nay. Những loài động vật đáng thương vẫn đang phải dùng cả cuộc đời để mua vui cho con người.